Sáng 22 tháng 4, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã và trưởng ban quản lý chợ cột. Cụ thể, bổ nhiệm có kỳ hạn ông Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1974, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, trình độ chuyên môn, Đại học chuyên ngành khoa học môi trường, Thạc sĩ chuyên ngành khoa học môi trường, trình độ lý luận chính trị cao cấp, giữ chức vụ trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm. Bổ nhiệm có kỳ hạn ông Ngô Thành Vĩ, sinh năm 1970, Phó trưởng ban quản lý chợ cột, trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành luật, trình độ lý luận chính trị, cao cấp, giữ chức vụ trưởng ban quản lý chợ cột kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm. Đây là hai thí sinh đã trúng tuyển sau khi tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý thị xã Đông Triều. Những năm qua, Đông Triều đã tổ chức thành công nhiều kỳ thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị trên địa bàn. Thông qua thi tuyển đã góp phần thu hút được đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực trình độ, có triển vọng phát triển để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.